Hai chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Không biết mọi người nhìn cái phía sau lưng Khoai này có đoán được Khoai đang ở đâu không? Thiệt ra bây giờ là mọi người cũng nghĩ là Khoai đang ở Cà Mau đúng không? Tại vì Khoai đang ở trên ghe của anh Long và chị Loan, nhưng mà thiệt ra là Khoai đang ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Đây là chị Loan, người nhân vật rất quen thuộc. Anh Long hiện đang ở phía dưới. Cái phần đó là anh Long đã ngâm mấy tiếng đồng hồ trước rồi. Ngâm từ lúc sáng sớm hay? Chắc 3 tiếng à? Dạ. Để hồi nữa xay gạo là một món rất đặc biệt. Món gì? Món gì để hồi cô hai ra là bí mật bật mí luôn. Giờ chỉ là có nhiệm vụ xay bột trước nha. Dạ. Đây là cái thau nè. Này là gạo. Sau một thời gian gặp lại thì mọi người có thể thấy là anh Long ảnh sưu tập rất là nhiều đồ nghề làm bếp ở đây. Chỗ đậu ghe của anh Long và chị Loan lý tưởng lắm nha mọi người. Nó ngay nằm ngay cái ngã ba sông nè. Ở phía kia là sông lớn hơn chút, còn trong đây là cái con kênh nhỏ nhỏ thôi. Dưới này là cái bụi tre. Bây giờ thì trời trưa rồi, cho nên hơi nắng, chứ bình thường hay là mát dữ lắm. Có nguyên một cây vú sữa che ở ghe nên mát. Có xây lần nào chưa? Dạ rồi. Đơn giản ha. Dạ, yeah. Có điều mỗi tay thôi. Sao mình phải có tới hai cái lò vậy anh Long? Tôi hổng hấp bánh nhiều quá nên làm cái bự luôn. Thấy coi sao. Có hai. Cô hai ra nè. Giới thiệu với mọi người. Đây là cô hai. Cô hai sẽ là bếp trưởng ngày hôm nay. Đi được không cô hai? Còn la để con kiếm cho cái cô hai cái cây cắm ngay chính giữa đang mình đi á. Đem cái đồ dắt bột. Dắt bột. Còn với anh Long là định xe trước sợ lâu. Đây hơi lâu. Hai thợ. Phải nấu luôn phải không cô hai? Giới thiệu mọi người là cô hai là phải làm bánh hơn. Bánh gì cô hai cũng mừng được hết á. Hồi xưa nấu làm bánh vậy lắm. Mà sao bây giờ hơi làm biết. Xay bột thôi để con với anh Long xay cho. Quay cho, cô hai ngồi chơi đi. Bỏ thêm nước cho nó xuống không ạ? Ừ, cho thêm miếng nước. Hút vừa vừa thôi. Dạ. Bây giờ là mình đã có hai gợi ý là có bột gạo nè, có gạo xay nè, có trái dừa nè. Mọi người đoán được cái này nấu món gì chưa? Nhưng mà không phải là nấu món ngọt nha, mà là nấu một món mặn. Đó. Bật mí thêm cái nữa là còn có tôm nữa phải không? Trời ơi, lát nữa bật mí sao anh? Mình bật mí từ từ. Hoa Long lỡ bật mí thêm có nguyên liệu là tôm nữa đó. Dừa này mình phải gọt. Để hồi mình nạo thì nó đỡ rớt cái dâm bụi vô. Hồi nhỏ cô ham làm học làm bánh lắm. Dạ. Mấy bà mần bánh đó, mình nhỏ cái không cho lợi. Gì kìa. cái lần lợi nha, cái này đâu đưa tôi đánh thử, mần bánh thuẫn đó. Dạ. Đưa tôi đánh thử coi. Cái đánh cái sao mấy bà đổ im quá cái, từ đó tới sau cho. Cho ra phụ đánh bột luôn. Ừ, cho đánh bột. Nó cũng còn mò. Còn hơi. Hơi. Ừ, cũng được. Với anh Long đậu ở bên kia là mọi người thấy có gần cái đường quốc lộ nên xe nó chạy qua chạy lại. Nguyên liệu tiếp theo cho món ăn ngày hôm nay là cua đồng. Nghe thấy hơi khó ha, bột rồi cua rồi nước cốt dừa, không biết làm ra món gì. Thấy gạch không? Dạ gạch đó. Ở đây cái giống như cái ngã ba của cái rạch với cái sông nên là mình ghe xuồng hay đi ra đi vô. Chị Loan đang gỡ gạch của mấy con cua đồng ra. Dạ. Thấy con nào cũng có gạch hết á.
cối đá. Nhưng mà nó nặng, đâm mới đầm tay á. Đâm nó mới mau 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 nhuyễn. Bỏ đâm gạo nhuyễn nhừ. Giò heo, chả cá, nấm rơm, rồi thịt kho khô. Trời, xuất sắc. Này là cơm trưa đó mọi người. Không biết mà mỗi ngày Long với chị Loan cơm trưa làm sao chứ lần nào mình xuống mình ăn cũng thấy hoành tráng hết á. Ngon luôn ha. Còn bên đây là thịt kho khô này, kho tiêu á. Dạ, cô hai ăn cơm. Cả miếng với cơm ha. Dạ. Để sôi xong rồi mình nhúng khổ qua vô ha. Ăn đi cơm ai. Tự nhiên đi. Giờ thì Khoa với là anh Long sẽ đi qua cái vỏ lãi này để mà để kiếm mấy người công tôm để mà mua tôm càng về nấu cái món ăn ngày hôm nay. Vẫn chưa bật mí là nấu món gì luôn á. Thường á mấy người câu tôm sẽ câu gần gần mấy bè cá, tại vì mấy con tôm hay trú ở mấy cái vùng nước tĩnh ở gần gần bè cá đó. Phía bên kia có mấy anh đang câu tôm, mình sẽ tới mấy cái xuồng nhỏ nhỏ đây để hỏi câu gì. Ở chỗ này là sông Hậu mọi người, phía bên đó là An Giang, Cần Thơ. Còn phía bên đây là Đồng Tháp. À, câu tôm hay câu cá à anh? À vậy mấy chú này câu cá rồi. Vậy phải lên trên kia. À, anh bên đây đang câu tôm này. Nhiều không anh? Một ký được không? Cũng được, một ký là được hả? Câu nào giờ được, một ký à? Chán. Cho em quay cá nha. Càng 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 nha. Giờ đúng lúc anh câu dính tôm. Anh nha. Dính con tôm càng quay rồi. Ô, thơm càng thiệt. Không, con này bự nha. Lửa ngon lắm, càng xanh. Dễ ăn quá nha. Bỏ con đó vô nữa là lên tiền rồi. Hên dữ trời. Quay được cảnh câu tôm luôn. Cái này em bán, anh bán em gì nhiêu tiền? Thường bán 1 ký 300. Tôm càng đó, tôm càng. Đây là tôm tự nhiên luôn á. Cái này có nhiêu tiền đây? Cái này chắc cỡ nhắm chừng đi. Nhắm chừng bán bao nhiêu? Cỡ 1 ký 2 à. Anh này anh đang dời cái chỗ câu tôm qua đây, mình ngồi chờ coi ảnh câu thêm 1-2 con nữa, xong rồi mới lấy tôm về. Trung bình ngày anh câu được nhiêu? Ngày cũng 2 ký 2-3 ký à. Ủa vậy giàu luôn rồi trời, ngày 2 ký đều đều vậy là giàu rồi đó. Có bữa không có nữa. Nó ăn tùy theo bữa chứ không phải muốn câu được đâu. Mà kỷ lục của anh là ngày nhiều nhất là mấy ký? Ở đây câu lớn là 3 ký à. 3 ký. Con Hà kêu con Hà không? Ở đây kêu con Hà ha, nhìn đi trang con rươi ha. Mắc lắm anh, 80.000 gram á. Nếu mà không có con này mình làm mồi khác được không? Mồi trùng rồi được không? Không không được đâu, được cũng được nhưng mà câu nó chậm ăn lắm. Chậm ăn. Dạ. Hồi nãy ông trời ông đã thương ông cho mình nhìn thấy con tôm câu dính lần đầu tiên rồi.
Vậy mà mình vẫn cứ cứng đầu, mình với anh Long ngồi đó để mà canh coi có dính con tôm thứ hai không. Mà ông trời thường ông đâu có chiều lòng người đâu mọi người, đợi muốn xỉu luôn á. Đâu đó khoảng 20 phút sau, 20 phút sau, giữa cái trưa nắng oi bức thì Khoai với lại anh Long đã hết kiên nhẫn và quyết định là mua hết cái mớ tôm này đem về nhà. Tại vì ở nhà còn có chị Loan với lại cô Hai đang đợi nữa. Anh mua ớt nha. Dạ. Bây giờ thì hai anh em sẽ đi về để mà nấu mấy con tôm. Cô Hai vẫn đang quay bột. Không có tôm rồi cô Hai ơi. Không có tôm rồi. Chị Loan ơi, giỡn đi đâu cái gì cô Hai? Chị Loan ơi, chị em mình ra chợ mua tôm chứ không kiếm được tôm. Không có tôm hả? Không có rồi, không có rồi. Đó, mọi người thấy cái chỗ mà neo cái ghe của Long thấy đã không? Ngay ngã ba xong mát rượi. Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa, 10 giờ trưa mà vẫn mát. Mình lên bên này luôn hả anh Long? Không có tôm giờ sao vậy Loan? Giờ đi đi mua tôm không? Mua tôm chợ không biết cái này có không? Có không? Em lên trước hả? Ừ, lên đi. Ê. Ủa? Khó hả? Mới trôi ngang đó. Mới trôi là mới. Tưởng nó không có thì sao ngon quá nè. Vừa câu dính tương con luôn. Tao lại nói sao dặn ổng ngày qua mà không có. Canh cua hay gì? Canh cua tôm. Rồi, cô Hai đã tiết lộ tên món ăn ngày hôm nay. Bánh canh tôm. Cua mà lại có tôm đó. Dạ. Có gì bạn? Mà tôm là tôm càng sông luôn nha. Cái dưỡng không? Quên nha. Long anh sẽ bỏ tôm vô trong đó để mà rộng cho nó sống, chứ để đây nó chết thì nó hết ngon. Bây giờ thì Khoai với anh Long đi qua bên kia để xin lá dứa về nấu bánh canh. Nó sát bên cái chỗ đậu xuồng luôn. Mọi người nhìn nè. Trong đây ghe neo quá chừng. Dạ. Trên đó anh. Kìa bụi lá dứa này. Ủa cái xe nổ bắp hồi nãy đúng không? Kìa. Mọi người thấy xe gì không? Đây là một cái xe rất đặc biệt. Lát nữa Khoai sẽ đem gạo ra đó rồi mọi người sẽ biết. Mọi người sẽ thấy điều đặc biệt của nó. Giờ thì anh Long anh đi lên đây để anh vô nhà hỏi xin lá dứa. Xong một hồi nữa anh em sẽ xuống đây cắt lá dứa đem về nấu bánh canh. Ở miền Tây thì ví dụ mà mình thiếu thiếu cái gì á, mình có thể đi ra nhà hàng xóm mình xin. Em nghĩ chắc nhiêu đó đủ rồi ạ. Coi chừng trượt ba tin nha, trơn á. Hồi nhỏ mà Khoai lúc mà còn nhỏ đó, mà kiểu nước lưng lửng vậy nè, hoặc cái nước đang chuẩn bị lớn á, là thích tắm sông lắm. Nãy giờ nửa tiếng đồng hồ trôi qua mới đâm được như đây mọi người. Cô Hai cổ thấy lâu quá, cổ đi vô trong nhà luôn rồi.
Cho nên là bây giờ đâm cái này bằng đâm lá dưới bằng tay xong mới thấy tầm quan trọng của máy sinh tố. Hồi xưa nhớ lúc mà về nhà cô Tám ở dưới Cà Mau thì cô Tám có cái cây bỏ vô cái bịch xong rồi đập nhuyễn nhuyễn cũng giống vậy á. Đâm này làm nhớ lại hồi đó cũng mấy năm rồi, lâu rồi cô Tám cũng không có làm bánh được nữa. Mọi người có nhiều người hỏi Khoa là sao không thấy quay cô Tám nữa, tại vì cô Tám bị bệnh á nên cô Tám không có tiện làm bánh. Thì lâu lâu Khoa cũng hay về thăm cô Tám, để có dịp nào đó xong Khoa về dưới xong rồi Khoa sẽ, nếu được thì Khoa sẽ cập nhật tình hình cô Tám để mà mọi người thấy yên tâm hơn. Còn được nhiêu đây nữa, chắc phải đâm đợt này đợt rưỡi nữa thì mới xong. Gạo xay xong rồi, anh Long anh sẽ lược bỏ cái phần nước trong. Vô đây hay con hai? Đổ đi đi, còn nhiều, chưa một chút hả? Được chưa? Nữa đi này con hai nó, rồi mình làm gì? Đấy. Xong mình đè cái cối lên luôn ha. Chừa lại miếng để hồi mình làm gì cô hai? Lấy trùng ha. Ừ, lấy trùng. Dạ. Mình chừa lại miếng để lấy trùng. Lấy trùng là thường sẽ là nấu bột lên đúng không? Nấu bột lên để mình trộn chung bột chín với bột sống cho nó dai hơn á. Lấy sợi dây buộc ngang. Được rồi, không ngoài đầu nó được rồi. Dịnh dịnh cho mình nghe. Xúc tới bà. Chết. Bánh nóng đi vậy. Bánh nóng ơi. Bánh nóng ơi. Bánh nóng ơi. Bánh ông ơi. Chạy lên luôn. Dặn rồi. Ở đây dặn rồi mà sao không đi luôn ta? Không á, chắc ổng đi qua đây. Mới vài chục phút trước. Mọi người thấy xe gì không? Đây là một cái xe rất đặc biệt. Lát nữa Khoa sẽ đem gạo ra đó là mọi người sẽ biết. Khoa sẽ đem gạo ra đó là mọi người sẽ biết. Bánh ông đi vậy. Quạt. Một đồng thủ tương dặn này xuống. Trong lúc mà chờ cho bột nó ráo á thì cô hai sẽ lọc thịt cua. Cái thịt cua đồng này là nhân tố quyết định cho cái món ăn ngày hôm nay nó có ngon hay không. Khoai là Khoai rất là mê cua đồng, cho nên hầu như món nào liên quan tới cua đồng Khoai cũng thích hết. Phần lớn bột á thì sẽ dằn cho nó ra bớt nước, còn một phần thì cô hai chừa lại. Rồi, bể làm ba rồi. Mình đổ lá dưới vô trong đây luôn ha. Có hai. Có hai đổ lá dưới vô trong cái nồi bột mà lấy trùng. Bắt đó con. Dạ. Lửa lớn không cô hai? Hay lửa nhỏ nhỏ? Dạ. Vừa vừa thôi. Hai cái chai đó là hai cái chai lát nữa mình sẽ sử dụng để mà cắt bột á mọi người. Mình quậy tới khi nào là mình biết nó được ha cô hai? Cô hai bỏ vô đây xíu bột năng nữa cho nó dai hơn. Nóng vậy sợ ốc trâu không ta? Dạ. Cái này hai miếng nè. Dạ. Miếng mặt ngon. Thêm miếng nữa. Ngoài cầu ngờ mấy miếng đó. Cái miếng ngoài cùng này nó ngọt. Nhìn nó ngọt, nó béo. Đấy, một hồi thì bột nó đặc lại. Dính đủ không? Ừ, cái thau. À, nhồi trong cái thau đi. Ừ, cái thau này dính bột nè. Khô luôn rồi ha, cô hai. Đó. Rồi mình sẽ trộn một nửa bột chín này vô trong cái bột mình đã để ráo lúc nãy. Ở đây thì cô hai kêu là lấy trùng bột á, là cái cách để làm cho bột nó dai, ăn nó ngon hơn.
này là muối. Như đây được không cô hai? Chút nữa đi, hết đi. Nữa hả? Xíu nữa. Được chưa? Phần nữa đó. Rồi. Rồi chứ con hai con lên lửa. Ừ, lên lửa là lên. Làm mà ấy đi. Làm gì? Tép tôm gì đó, đặng nữa, đặng nữa để vô luôn. Dạ. Dạ. Rồi, ổ bộ cắm này thấy ngon quá. Dạ. Đó là cái nước thịt cua đồng lúc sáng lọc xong. Nồi bánh canh này là bao ngọt luôn. Thời 4 sao tọt xong đi. Tôm này mà ủ quá. Bây giờ mình nuôi làm kiển. Ủ quá, đó, bánh canh ủ quá, tôi mình nướng nó ngon. Nướng nó ngon. Vậy mình làm bánh canh mấy con nhỏ. Mấy con bự mình nướng. Nướng muối ớt nướng, có con ngẫm à. Ổn ha, hồi nãy là nó còn ngáp ngáp á. Đừng bỏ đâu. Có cái dao nhỏ không ạ? Dạ có. Con tôm càng nó bự mà lột ra có xí thịt đó. Thịt cua xay hồi nãy bây giờ sẽ nấu lên trước. Bây giờ là mọi người quyết định là sẽ chừa tôm càng lại để hồi nướng ăn. Cắt nhỏ về hồi mình xào bỏ vô bánh canh luôn ha. Ui. Mình có cần vớt thịt cua ra không cô hai? Rồi con coi thịt cua ké nha. Đây, thịt cua nó nổi. Mình nấu bánh canh mình cứ cho nó tan tan trong nước lèo luôn ha cô cho hai. Nó tan luôn cũng được. Dạ, không cần phải lấy gạch ha. Giờ mình sẽ bỏ nấm rơm vô. Nấm rơm trên đây thì cô hai có bỏ xíu muối, xíu đường, bột ngọt cho vừa ăn. Con thấy như vậy là ngon luôn đó cô hai. Một bánh canh chắc lừ. Giờ bún về nấu bún riêu ăn được á. Trời thịt cua quá chừng. Đây là cái chai này, hồi xưa nó là chai gì vậy cô hai? Chai rượu. Chai rượu, cái giờ mình để dành để mình làm bánh canh ha. À, đựng nước mắm. Nước mắm mình nấu để vô chai này nhìn thấy dạ. Ngon. Dạ. Khi tới cần lấy nó ra. Khi cần lấy ra mừng bánh canh. Đấy, con hai sẽ ép mỏng lên trên cái hình chai nè. Xong rồi mình sẽ có một dụng cụ đặc biệt để mà mình cắt cái nó cái bánh canh này ra. Đâu rồi, cái cây đó đâu rồi? Đây này. Vừa tay không con hai? Vừa. Cây cung thì đơn giản thôi, mình chỉ cần lấy cái sợi này nó hơi nhỏ là bự bự chút nó cứng. Dạ. Cần lấy sợi dây cái mình căng qua cái cụm tre. Bánh canh nó hơi màu xanh lá là do nó có màu lá dứa. Nắng cho nó dài dài. Nắng dài cho sợi bánh canh nó dài ha. Dạ. Anh Long thì anh đang phụ trách nắng. Mình là phụ trách quay phim. Tính là quay phim khỏe quá anh Long. Không con nghĩ con cũng làm được đó cô hai. Được đó, làm nhuyễn nhừ con nhừ đó. Nhỏ hay là bự ngon hơn cô hai? Nhỏ nó ngon. Dạ vậy con làm nhỏ nha. Ừ. Rồi bị chà bá lửa luôn. Nhỏ cho nó dai hơn. Được á, mốt con mở tiệm bán bánh canh nha. Ừ, làm con vậy đó. Bánh canh ông Phai. Chết rồi, chết rồi. Vừa mới khen. Ê, cái vừa mới khen mà cái bự cái nhỏ rồi. Ừ, cái tay của mình á, nó chỉ. Dạ, ở đây. Chưa con chưa quen tay, con quen tay con làm đẹp lắm. Đó. Đó, sắc như nhừ còn gì nữa. Đẹp lên hai ơi. Có nồi bánh canh mà tới 3-4 người mà cắt luôn á.
Rồi anh Long quá đẹp luôn rồi cô Hai ơi. Anh làm cái sợi nhuyễn lắm. Em về là em sẽ cắt cái đoạn mà anh Long đang cắt này, anh ghép vô cái đoạn của em. Trong đây là bao gồm tôm và gạch cua luôn hả chị Lo? Ừ, để trong sàn cho thôi. Dạ. Tự nhiên có hai cái càng nè. Nãy anh Long yêu cầu để vô chỗ sau. Cái phái là càng đó, vừa hai càng tôm. Càng này ăn được không? Dạ được. Mà đâu có thịt gì hết á. Nó có một cọng thịt chính giữa, mình cắn hai đầu cái mình lấy ra là xong. Gạch nó lên dạt xè. Rồi, thơm phức luôn. Giờ mình để tôm mình đã xào thơm vô. Đâu rồi? Rồi, cái nồi này bao béo bao đúng ngọt rồi. Luôn nè, rồi. Nè nè, nêm coi vừa không? Hả? Không vừa, nêm coi. Con hai nêm sao được, vậy được rồi. Trời ơi, còn dư than nhiều lắm. Trời ơi, nhóc chân than luôn. Dầm dầm ra, bắt đầu. Nướng tôm mà. Chồng thay cái chén con dài dài. Đâu quá. Thôi, con ăn con nào cũng được. Cái đít tôm nè, có mấy con dài dài. Nhìn thêm bít lộn. Nè, con hai. Con hai xích vô con hai. Khoai núm nhiều với tôm nhiều với cua nhiều ha. Thôi em cái gì cũng được, đều đều đi anh. Nấm nhiều, tôm nhiều, cua nhiều, ăn sướng vậy. Rồi nha. Rồi, mình. Quá xịn luôn. Xí cái muỗng nha. Anh đi tìm vô. Này con hai. Này miếng chanh nữa. Rồi, cua quá trời nè, cua nó đều đều. Thịt. Con Loan mua thêm cua nhiều mà nhiều chứ. Mẹ có cháo xéo dầm găm cua. Ngọt là ngọt, đây cua nè. Rồi nấm gơm, còn ngọt không? Đúng là cua ngọt ha. Với lại cái sợi bánh canh nó dẻo. Dẻo. Dạ. Nấm cũng ngọt. Có tôm nữa. Bột mình xay nó dẻo vậy đó. Bột mình xay dẻo thì con á. Trắng nó cứng. Dạ. Bột chả đâu bằng. Con phải công nhận là sợi bánh canh ngon. Hồi nãy cô Hai làm cái gì mà bột mà mình kêu bằng gì ta, quên tên rồi. Cái đó khó kêu. Lấy trùng. Lấy trùng. Lấy trùng thì cho nó bột nó dai hơn thì gì cô Hai. Nước bánh canh nó sạch vậy không? Sạch này là cua không nè. Ăn chơi chơi bụng ngang, họ còn tôm nướng nữa nha. Tôm nướng. Cua ngọt, nấm ngọt, tôm ngọt. Nước bánh canh này nó sẽ béo béo, nước cốt dừa. Nhưng mà do nó có thịt cua nhiều nên nó rất là ngọt. Đầy cái càng. Cái càng bỏ cái chén dừa rồi. Vì cho em tôm dữ anh. Tôm đi. Nhiều tôm quá nha. Rồi em cảm ơn. Rồi cô Hai thêm chén nữa không? Đấy, cô múc. Hai à. Đây con múc cho. Nè, thịt tôm nè. Con ăn đi để cô tự múc. Đây. Em thêm. Sẵn múc múc luôn nha. Vậy là coi như hôm nay mình cũng hoàn thành được cái món bánh canh cua đồng ngon xuất sắc. Anh Long thì anh đem bánh canh vô cho anh Hai với anh Ba. Trời cũng chiều rồi cho nên cô Hai cũng đi về. Có anh Long với chị Loan là sẽ ở lại trên ghe. Tại vì phải giữ ghe mọi người. Ghe mình có động cơ, có máy móc, có đồ đạc ở trên ghe. Cho nên không có bỏ được. Giới thiệu với mọi người, đây là cái tủ lạnh của anh Long và chị Loan. Thiệt ra thì mọi người cũng đã nhìn thấy một lần rồi. Hôm nay giới thiệu lại lần nữa. Hình như cái tủ này mới nâng cấp nó bự hơn hả chị Loan? Cũng vậy á. Tủ đó đó, hồi đó giờ đó. Tủ đó giờ hả? Đó. Chị Loan sẽ lấy nước đá ra. Để mà ướp ướp sơ sơ cho mấy con tôm nó tê để mình để nướng không nhảy ra.
mình để đá gì luôn được không? Để đại là... bỏ nước vô mau hơn. Chắc đập bể bể xí ha. Dạ. À, thiệt ra chỉ là cái tủ lạnh bình thường thôi, không có ghim điện gì đâu. Xong rồi chị Loan sẽ bỏ đá vô trong đây cho cái tủ nó mát. Nó mát được nhờ là nước đá mình mua mình bỏ vô mọi người, chứ không phải là nó có điện đâu. Nó xỉu hết rồi. Cũng ngon. Dạ. Con này chủ yếu cái gạch của nó. Chứ cái đầu nó nè, mọi người coi thấy nó hết hơn nữa cơ, mình nó là cái đầu rồi. Cái đầu, cái khúc mình nó có ngủng chút xíu. Giờ là nước cạn quá. Nó gồng rồi, xong rồi cái ghe nó bị gọi là sao ta, bị cạn cái đáy nè, nó nghiêng qua một bên. Giờ anh em ngồi giống như là giống như ngồi nghe ra vách núi vậy. Nó cứ đổ đổ xuống, thơm thơm rồi đó. Chắc là mình lùi luôn cho rồi. Chắc lùi cho nhanh. Chừng nào chín luôn á. Tôm chạy quá. Cái chỗ này là ngay cái đường quốc lộ ngoài kia, cho nên là lâu lâu có xe chạy qua. Rồi giờ anh Long anh quyết định là bỏ xuống thang luôn mọi người. Tại cái vỏ nó chứ sao. Ôi thơm phức luôn á. Nó bị cháy cái phần vỏ, nó thơm lắm. Nướng tôm nướng lửa lớn. Rồi nhanh gọn, hồi xưa dưới quê cũng vậy. Cứ có thang là lùi tôm vô lột ra ăn thôi. Chứ là tôm này vỏ nó cứng mà. Lấy nhanh dĩa mày. Ở đây mình lẹ lẹ tay. Dạ. Dễ cháy hả? Con tôm này bỏ cái đầu sao bán ta? Mình nó tí tí. Mình được có chút xíu. Nằm ngược hả? Rồi cho nằm ngược đi. Thơm bát ngát luôn. Giờ là khoảng 6 giờ rưỡi, 6 giờ tối chưa ta? 6 giờ. 6 giờ. Đúng 6 giờ. Ý. Rồi. Hú hồn. Trời ơi, này là ớt muối chứ không phải muối ớt nha. Rồi. Ta cười. Thơm phức ha. Nó cháy ngoài vậy chứ ở trong nó vẫn không sao hết Long ơi. Cháy ngoài vỏ thôi. Ở trong còn bình thường. Ôi, gạch đỏ. Gạch đỏ. Này ai mê gạch là khoái lắm. Trời ơi, kêu nó ăn cay hay lắm luôn. Đàn nò hay kêu ăn hay thèm mà. Đã không? Chưa ăn tới thịt. Cái chén ớt muối với chanh của chị Loan. Ớt muối chanh đó chị. Ớt muối chanh. Ngọt. Béo béo giòn giòn. Cái gạch tôm béo lắm chị Loan. Dạ. Không nhưng mà cái chén ớt muối chanh này ngon nha. Hơi cay nhưng mà ngon. Thấy sao? Chê là giận luôn. Chê là giận luôn. Nướng nãy giờ chiều giờ. Trời ơi, nhận xét một câu duy nhất no ngon. Ngon nhất là chén muối ớt. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.